Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phát triển bền vững, chuyên đề tài nguyên và môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp luyện kim, hóa chất. Phục vụ cho hoạt động của ngành công nghiệp luyện kim hóa chất, việc sử dụng hóa chất là một sự tất yếu. Vấn đề làm thế nào để khai thác sử dụng có hiệu quả, tránh xảy ra sự cố tác động xấu đến môi trường. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng ở tỉnh ta đã có nhiều giải pháp để quản lý, các doanh nghiệp cũng đã có sự chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố hóa chất, qua đó nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất cũng như khả năng vận hành, khắc phục xử lý tình huống. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số sự cố về hóa chất ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của nhân dân, tác động xấu tới môi trường, đòi hỏi cần phải có sự quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý sử dụng hóa chất và phòng ngừa sự cố hóa chất. Đây là nội dung chính được đề cập trong chuyên đề Tài nguyên môi trường ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hóa chất cần thiết cho sự tồn tại phát triển của bất cứ xã hội nào. Chỉ tính riêng trong 50 năm qua, con người đã tạo ra khoảng 80.000 loại hóa chất. Song hành với đó thì những rủi ro tiềm ẩn, việc tồn tại, sản xuất, sử dụng hóa chất cũng ngày một tăng lên. Những sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại xảy ra khá nhiều. Tại Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều sự cố hóa chất gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và các hoạt động kinh tế xã hội. Điển hình là vào tháng 8 năm 2019, vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội. Vụ cháy làm khoảng 27 kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường. Các cơ quan chức năng phải tốn nhiều công sức thời gian để khắc phục. Tại Lào Cai ghi nhận từ năm 2015 trở lại đây cũng đã từng xảy ra sự cố hóa chất. Nhưng ngày 17 tháng 3 năm 2017, tại khu vực bãi Gip, công ty cổ phần DAP số 2 Lào Cai ở khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng xảy ra sự cố buộc đường ống dẫn nước thu hồi từ bãi Gip về tái sử dụng của xưởng, khiến nước thải tràn ra ngoài khu dân cư, gây một số thiệt hại về ao nuôi thủy sản của người dân. Cũng tại nhà máy này, vào trưa ngày 7 tháng 9 năm 2018, để xảy ra sự cố tràn và vỡ đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn Gip. Sự cố đã làm khoảng 45.000 mét khối nước và chất thải tràn ra môi trường, gây thiệt hại tài sản và làm ảnh hưởng các hộ dân sống quanh khu vực. Và mới đây nhất, vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, cũng tại nhà máy này xảy ra sự cố rỉ khí. Cụ thể, tại xưởng sản xuất SA có dao động về chỉ số công nghệ. Nhưng công nhân trực ca đã phát hiện chậm, dẫn đến hệ thống truyền hóa và hấp thụ khí chưa triệt để, làm tăng lượng lưu khí thải xưởng SA ra môi trường. Vụ việc đã khiến gần 700 hectare cây trồng của 743 hộ dân tại xã Phú Nhuận và thị trấn Tăng Lỏng của huyện Bảo Thắng bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Tháng 8 năm ngoái tôi trồng thì chưa thấy gì mà cây lên dân rất nhanh và phát triển. Đến bây giờ thì là tôi mới thấy là như thế này, nhưng mà cái chất này là cái chất này cháy quá độc hại. Mong là công an pháp luật hãy vào cuộc để làm ra, phải đền bù cho dân. Nhân dân là đều là khó thở về cái khí độc nó xả ra. Thậm chí là cây cối, rồi chè, quế, ngô, lúa đều bị cháy táp lá hết. Mong muốn rằng các cơ quan chính quyền đại diện cho nhân dân giải quyết và bồi thường hỗ trợ. Tình trạng mà xảy ra cái khí độc như này đấy thì thỉnh thoảng, nhưng mà đặc biệt nhất là cái trong ngày hôm qua là quá đặc biệt luôn. Sau khi phát hiện cái chất độc này thì khi chúng tôi lên cùng với người dân lên thì cái khí độc thả ra là rất nồng nặc. Thấy nhiều người thì đương làm mà sau khi còn suýt bị ngất. Có thể thấy sự cố công nghệ tại xưởng SA của nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng và sức khỏe của người dân xã Phú Nhuận và thị trấn Tăng Lỏng. Nhà máy đã nhận trách nhiệm và cam kết ngay sau khi có phương án đền bù, hỗ trợ sẽ tiến hành chi trả ngay cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng để bà con sớm ổn định cuộc sống. Đối với các cái diện tích rau, màu, các loại thì sẽ đền bù 100% theo đơn giá bồi thường của Ủy ban dân tỉnh Lào Cai. Đối với cây nông nghiệp, cây ăn quả thì sẽ hỗ trợ theo nghị định 02 năm 2017 của chính phủ về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Và đối với cây chè thì chúng tôi sẽ xem xét để trình cái phương án hỗ trợ từ 1 đến 5 vụ để đảm bảo cho nhân dân
đủ cái thời gian sản xuất vụ tiếp theo. Đối với nhân dân thì cũng rất đồng thuận và cũng mong muốn là các cơ quan chức năng làm đảm bảo minh bạch, khách quan, dân chủ, và sau đó thì sẽ nhận tiền hỗ trợ. Hỗ trợ và bồi thường thì là công ty sẽ chấp hành nghiêm túc theo cái phương án của huyện Bảo Thắng. Công ty thì chỉ đạo thông suốt từ lãnh đạo tập đoàn cho đến công ty. Là thứ nhất là sẽ chấp hành nghiêm túc cái việc là hỗ trợ, bồi thường, đền bù. Thứ hai là sẽ làm theo đúng quy định của pháp luật. Thế thì còn cái việc mà nó đã xảy ra rồi là cái sự việc mà nó cũng không mong muốn. Thế thì công ty cũng thấy cái trách nhiệm của mình đối với lại bà con nông dân ở xung quanh. Sự cố hóa chất không chỉ xảy ra tại nhà máy DAP số 2, mà đối với các đơn vị sản xuất phốt pho trong khu công nghiệp Tàng Lỏng cũng đã từng xảy ra các sự cố tương tự, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe người dân. Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2021, tại km 2, cộng 100 tỉnh lộ 151 thuộc địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29H02934 đi hướng Xuân Giao, thành phố Lào Cai, kéo rơ móc mang biển kiểm soát 29R50063, chở 16 bồn, mỗi bồn chứa 100 lít axit thực phẩm. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe đã bị lật, axit đổ tràn ra đường, xuống rãnh thoát nước, sủi bọt. Sau khi sự việc xảy ra, công nhân nhà máy đã có mặt tại hiện trường, xúc dọn số hóa chất bị đổ. Các công nhân xử lý sự cố đều đội mũ, khẩu trang bịt kín với kính phòng hộ để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, đoạn đường này là khu vực dân cư nên có nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên đường. Tiếp nữa, vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, sự cố tràn nước thải có hóa chất từ bãi thải gíp của công ty này chảy xuống thôn Mường 1, xã Xuân Giao. Và những hình ảnh trên được các hộ dân cung cấp khi phát hiện cỏ chết, cháy vàng, cả một vạt lớn. Cũng theo người dân, ở khu vực này có rất nhiều lần bốc mùi hôi nồng nặc như mùi diêm sinh gây khó thở. Nó ảnh hưởng từ nguồn nước thải của nhà máy. Nó thải trực tiếp ra bên môi trường bên này, mới khí thải làm cho ảnh hưởng đến việc chăn nuôi kinh doanh của các hộ ở đây, là cây cối hoa màu nó không đơm hoa, không kết quả, ảnh hưởng kinh tế đời sống của hộ dân sống ở khu vực đây rất là nhiều. Sau một trận mưa phùn mà không khí cảm nghe thấy ngột ngạt về cái mùi hôi của như diêm sinh ấy, thì hôm sau là cá chết cứ hàng loạt, có gia đình chết hàng tấn. Được biết, trước sự việc nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai rà soát, xử lý sự cố để tránh nước chảy tràn ra ngoài gây ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân. Tổ chức cải tạo diện tích đất, cây cỏ, bèo, rau muống bị chết, vàng lá, cháy đen bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và hỗ trợ thiệt hại. Thì mỗi lần như thế thì các cấp bên trên thì cũng về làm cho chúng tôi đấy, hỗ trợ chúng tôi, nhưng chúng tôi không mong muốn những cái điều này. Chúng tôi làm sao mà chỉ mong muốn là các cấp bên trên và nhà máy quản lý chặt những cái nước thải ra, đừng để ảnh hưởng đến bà con nhân dân ở đây. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giao cho biết, trên địa bàn xã từ năm 2015 đến giờ đã xảy ra 4 sự cố lớn liên quan đến rò rỉ hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và cây cối hoa màu. Trong đó có 3 sự cố liên quan đến nước thải có chứa tồn dư hóa chất và 1 sự cố vận chuyển hóa chất xảy ra trên đường. Trong quá trình xảy ra các sự cố, các nhà máy cũng đã có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giải quyết sự cố, không để lây lan ra diện rộng, đồng thời thống kê, kiểm đếm thiệt hại hoa màu, nuôi thủy sản để hỗ trợ cho người dân giải quyết những khó khăn do sự cố gây ra. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ lâu dài, chính quyền xã mong muốn cơ quan chức năng di chuyển các hộ ra khỏi khu công nghiệp để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản cây cối hoa màu. Về lâu dài, thì đối địa phương chúng tôi cũng đã có rất nhiều những kiến nghị và chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát các cái hộ sống gần khu công nghiệp Tàng Lỏng, trong đó thì có gần khu hóa chất Đức Giang, gần nhà máy chất thải rắn, gần nhà máy răng thép, thì chúng tôi cũng đã thống kê cái cự ly đối với người dân và đề nghị các cấp có thẩm quyền thì về giải pháp lâu dài là nên di chuyển.
Trước các sự cố hóa chất thời gian qua, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành rà soát, quản lý toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng hóa chất, đặc biệt là các đơn vị sử dụng hóa chất có mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng lớn tới môi trường. Tại Lào Cai hiện chưa có một con số cụ thể các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng hóa chất, nhưng nhiều nhất vẫn tập trung ở khu công nghiệp Tàng Lỏng. Để chủ động ứng phó với hóa chất có thể xảy ra, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phê duyệt phương án khắc phục sự cố cấp tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát các đơn vị sản xuất kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất về việc xây dựng kế hoạch, phương án hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đồng thời tổ chức tập huấn các biện pháp xử lý sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó tình huống của các cán bộ, công nhân viên. Đặc thù của cái khu Tàng Lỏng tập trung nhiều nhà máy sản xuất hóa chất luyện kim nên là hầu hết các nhà máy trong khu Tàng Lỏng là đều có nguy cơ gây nhiễm môi trường rất cao. Tuy nhiên thì chúng tôi đang triển khai tất cả những cái đồng giải pháp đồng bộ để kiểm soát ô nhiễm môi trường khu Tàng Lỏng. Trong đó cũng tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Môi trường kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm có nguy cơ gây nhiễm môi trường cao theo quyết định thành lập của Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong thời gian vừa qua thì tỉnh Lào Cai đã đầu tư 2 trạm xử lý nước thải tập trung và đã đầu tư 1 trạm quan trắc khí thải tự động online tại khu Tàng Lỏng để phòng ngừa kịp thời phát hiện những cái sự cố tại khu Tàng Lỏng. Yếu tố quan trọng nhất trong kiểm tra, kiểm soát rủi ro từ các sự cố hóa chất chính là sự hiểu biết tường tận về hóa chất và sự chuẩn bị ứng phó với người sử dụng hóa chất nói riêng, cộng đồng sử dụng hóa chất nói chung. Về lâu dài, các doanh nghiệp cần chuyển đổi mạnh mẽ việc ứng dụng sản xuất theo quy trình sạch, đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, chuyển sang sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường, khuyến khích tái chế, sử dụng, hạn chế xả thải hóa chất ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, sự cố công nghệ tại xưởng SA của nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 đã làm phát thải khí độc ra môi trường, gây nhiều thiệt hại tới sản xuất và đời sống của người dân xã Phú Nhuận và thị trấn Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Tới đây, người dân thị trấn Tàng Lỏng đã bắt đầu nhận tiền bồi thường thiệt hại. Đây là khoản tiền để người dân tái sản xuất ổn định cuộc sống nhanh hơn. Chị Trào Văn Chiêu ở tổ dân phố số 8 thị trấn Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng là một trong số hộ dân đầu tiên của thị trấn Tàng Lỏng được nhận tiền đền bù. Bên nhà máy và là công ty cũng thế cả, không ai mong đấy, nhưng mà chị cũng không muốn sự cố đấy xảy ra. Xong bây giờ thì cũng không may đã xảy ra rồi thì bên công ty là chi trả cho những thiệt hại bên bà con cũng khu công nghiệp Tàng Lỏng của chị ở đây, thì bà con hôm nay chị thì cũng là rất là vui. Trong đợt chi trả bồi thường cho các hộ dân bị sự cố về cây trồng cháy táp lá tại thị trấn Tàng Lỏng, nhà máy DAP số 2 đã chi 232 triệu đồng cho 23 hộ dân. Từ số tiền này, người dân nơi đây đã có điều kiện mua cây giống trồng lại diện tích đã bị thiệt hại. Khi nhận được thông tin thì chính quyền địa phương với lại nhà máy cũng kết hợp với gia đình để nên đánh giá cái mức độ thiệt hại. Thì thực ra thì tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, thì cũng mong là các cấp chính quyền để cùng với lại các đơn vị đóng trên địa bàn để nó làm sao là không để xảy ra sự cố này lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì công ty cũng đã chuyển tiền ra huyện và đã cử người cùng với huyện chi trả cho 23 hộ dân trong chiều hôm nay của thị trấn Tàng Lỏng. Còn các thôn khác của xã Phú Nhuận thì công ty đang tiếp tục phối hợp với huyện. Khi nào huyện có quyết định thì công ty lại tiếp tục triển khai. Với quy trình chặt chẽ, rà soát kê khai đến tổ chức họp dân, nên việc chi trả được đồng thuận cao của người dân. Việc chi trả diễn ra minh bạch, công khai, đảm bảo an ninh trật tự. Mong muốn lớn nhất của người dân là các nhà máy trong vùng không để xảy ra sự cố nào như thế nữa. Tới đây, thời gian dành cho chương trình Phát triển bền vững, chuyên đề tài nguyên và môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.